Xin chào các bác Nay bên cửa hàng nhà em sẽ lên sóng Xả hàng giảm giá Cực mạnh Cực sốc cho các bác Combo loa full 40 Hewell côn 76 Với một combo này Cho các bác lên thùng Chơi sân vườn Chơi sân khấu Chơi đánh array Với một combo này thì hết nước chấm luôn các bác nhé Cực hay luôn cho các bác đợt vừa rồi thì bên cửa hàng nhà em có nhập được một lô hàng bên nhà máy người ta xả hàng với mức giá cực rẻ nên bên cửa hàng nhà em phải lên sóng luôn thông báo đến cho các bác là mức giá đã giảm rồi và giá rất rẻ rồi các bác nhập tầm này là giá rất là hời các bác nhá là các bác mua hàng thay thế này sửa chữa này thay mới này tầm này giá cực rẻ luôn em phải gọi là giá rẻ như cho luôn rẻ như là bán cá mẻ luôn các bác nhá đấy Bây giờ không để các bác đợi lâu nữa Em sẽ đi vào em giới thiệu cái combo này cho các bác nhá Quá là chất luôn, toàn đồ xịn luôn các bác ơi Tiêu chí bên cửa hàng nhà em năm nay là bán ngon, bổ rẻ Đấy, làm sao các bác mua này Vừa túi tiền các bác này Lại còn rẻ, lại còn ngon nữa Thì không ai là không muốn đúng không các bác Đấy, bán rẻ các bác mới thích chứ Bán rẻ cho các bác một lần Mà chất lượng các bác nhớ em cả đời luôn đấy chứ Ok chưa À, bây giờ em đi vào giới thiệu cặp bát trước nhá. Đây là cái mẫu bát 40 neo hi Côn 76. Và em nói luôn đây là hàng chính hãng các bác nhé. Bên em chỉ bán hàng mới tinh nguyên hộp thôi. Bát chép phân tần là hàng mới tinh nguyên hộp. Lưu ý cho em nhá. Đấy. Có đây là côn 76 này. Nhện màu vàng. Đấy, cái dòng hi này đặc điểm nổi đặc đặc trưng của nó này nó sẽ lâng lên một cái nhựa như này để, để, để những cái lỗ lỗ như này là những lỗ tản nhiệt từ phần côn ra đấy dây điện này hàng chính hãng dây điện bọc từ ngoài vào trong này cọc chạm đồng các bác nhé ok chưa đấy con này thì mặt trên của nó đây mặt trên của nó là gân vải tẩm dầu ba gân nhá con này màng đen và nón đen Nhưng chất liệu màng của nó chất liệu anh quốc thì cái 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 hãng này nó còn xuất đi các nước xuất sang anh thái lan rồi các thứ nhiều lắm các bác đấy nên là bên việt nam mình nó xuất về đây đấy màng rất là có độ nảy các bác nhá độ nảy như này đánh mới thích này và tiếng con này các bác nào dùng rồi thì tiếng cực hay rồi và đây em nói có sách mách có trứng luôn Hàng chính hãng công ty phải có tem Hewell các bác nhé 15 mã của nó đây 15MDF 75M1 Con này cho ra công suất rơi vào tầm khoảng 900W Chỉ kháng 8 mua một cái loa này này Cái mặt bích neo của nó bắt Bích neo 7 màu nhé 2, 4, 6, 8 cái lỗ tản nhiệt luôn Đấy, Bích neo 7 màu này Khung xương của nó rất là hầm hố luôn nhé à, Cặp bát này trên thị trường nơi khác Các nơi khác đang bán em nói luôn Các nơi khác đang bán hơn 4 triệu cơ nhưng mà bên em bán với có 3 triệu 650 nghìn một đôi thôi 3, 6, 50 cành một đôi các bác nhá Rẻ chưa? Quá rẻ luôn Gọi là sập sàn luôn đấy, sập kho luôn cho các bác đấy Ở cặp bát này thì em sẽ phối ghép với cả hai mẫu chép kèn 750 Đấy, đầu tiên sẽ giới thiệu mẫu này trước Các bác có thể lắp cặp bát này với cặp chép 750 Giờ con này lắp nhôm, leo bi các bác nhá Con này của nó là côn 75 dây rẻ lõi đồng nhá Đấy, mặt bích con này thị trường bán hơn 2 triệu em xả 1 triệu 650.000 một đôi quá rẻ rồi và đây là nếu mà các bác nào muốn đồng bộ chính hãng ấy, thì các bác có thể là lắp với chết 750 neo hi như thế này đây là dòng chép 750 neo hi chính hãng con này có mã là LT 7218L nhé 110W trở kháng 8 ohm con này côn 72 dây dẹp lõi đồng nhá lắp hình tam giác nhưng mà con neo này rất là xịn luôn Tại vì là con neo của nó là được sơn này Các bác nhìn này Sơn tĩnh điện hết này Khỏi lo bị gì nhá Đây Ở Bình thường thị trường bán 3 triệu mấy á Em bán là 2 triệu 950 nghìn một đôi neo Một đôi chép 750 neo này Đấy Bát chép xong rồi Phải có phân tần Các bác lên loa phải có phân tần nhá Phân tần thì đây là Em sẽ có phân tần full đơn Một bát một chép Và hai bát một chép Đầu tiên em sẽ đi giới thiệu tất cả những cái mẫu phân tần full đơn trước nhé Mẫu phân tần full đơn F2A có bóng đèn chống trái chép nhé đây là một bát một chép này. Phân tần này giá rẻ giật mình luôn, 450 một đôi thị trường bán hơn 600. 450 một đôi nhá. Và ở đây là em có một mẫu phân tần là full đơn. Mã con này là mã phân tần này là phân tần BN, mã con này là 004. Phân tần này là mã này là 550 một đôi này, 550 một đôi. Chuyển qua đây là có mẫu phân tần F1518. Pro F1518 full đơn. Hai bóng đèn chống cháy chép, phân tần F1518 này rất là xịn luôn, cầm rất là nặng tay luôn. bác nào xài phân tần này rồi thì thì bác biết. Thị trường bán hơn 1 triệu em bán bán em bán 850 một đôi. Đó. Và chuyển qua đây là mẫu phân tần full 2 bát một tép nhá. 2 bát một tép thì em có mã BN. Audio mã này là BN1501 này mẫu này là hai bát này một chép này 900 nghìn một đôi các bác nhé quá rẻ rồi chuyển qua đây là em có mẫu phân tần F2528 F2528 này nó quá nổi tiếng trên thị trường rồi hai bát một chép F2528 này thị trường bán hơn 1 triệu triệu mấy triệu triệu triệu, 6 ấy. triệu 6 một đôi em xả còn 1 triệu 250 nghìn một đôi này chuyển qua đây là có mẫu phân tần mới hai mẫu phân tần hai mẫu phân tần mới về bên cửa hàng nhà em đó là cái mã Vân Tần mới ra Có cái mã là Luxury Spec Audio Luxury nhé, phân Tần VIP đấy Các bác nhìn để ý cho em này một, một bản nhỏ và một bản to nhé Cái bản nhỏ hai bát một chép Bản nhỏ này của nó là rơi vào 950 một đôi này Và bản to này của nó là hai bát một chép Bản này, cái mẫu này rất xịn này, rất hay Mới ra, mới về này Mẫu này 1 triệu 150 nghìn một đôi nhé Ok chưa? Đấy, em lên cho các bác một combo siêu phẩm như thế này Cho các bác lên thùng đánh array sự kiện thì đánh hết mình cho em đánh căng cho em cực bền luôn các bác nhá ngon bổ rẻ cho các bác ok nhá em bác nào mua hàng thì điện trực tiếp cho em về bên về bên cửa hàng nhà em nhá nhanh tay các bác nhá đang xả hàng nên là giá rất rẻ điện cho em vào theo, theo số điện thoại năm tám một và 72 nếu mà điện máy bận thì các bác, các bác có thể nhắn tin kết bạn nhắn tin qua zalo 100% tin nhắn qua zalo bên em sẽ sẽ trả lời hết hôm nay em xin dừng video Uh, video mà hay các bác nhớ like và chia sẻ. Thấy em bán rẻ tặng cho nhà em một lượt đăng ký kênh nha. Cảm ơn các bác rất nhiều.